chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin chính trị Campuchia và tổ chức DEGA sau khi Samrinsi gặp Kirkosor và ký kết giao 4 tỉnh phía Bắc cho nhóm tổ chức DEGA. Thủ tướng Hun Sen giận dữ và nói rằng sẽ hỏi bạn của tôi là Việt Nam, có nghĩa là ông ấy nhầm lẫn nhóm tổ chức DEGA và đảng chính phủ Việt Nam. Đến nỗi, Thủ tướng Hun Sen nói rằng Hun Sen nói ông nghi ngờ sự trung thành của Việt Nam sau khi có thông tin các quan chức ngoại giao Việt Nam nhiều lần gặp gỡ đối thủ chính trị của ông theo truyền thông Campuchia. Thủ tướng Hun Sen nói một cách giận dữ hôm 14 tháng 3 rằng tôi sẽ hỏi những người bạn của tôi là Việt Nam liệu họ có thật trung thành với tôi và Campuchia hay không. Theo tờ Phnom Penh Post hôm 12 tháng 3, bắt đầu xuất hiện các thông tin cho thấy Samrinsi, cựu lãnh đạo đảng cứu nguy dân tộc Sihanoukville. Samrinsi đã có các cuộc gặp bí mật giữa quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam vào 2003 và 2004. Đồng thời có thông tin rằng ông Samrinsi nói sẽ chia nhường lại 4 tỉnh phía Bắc Campuchia cho người thượng tổ chức DEGA. Samrinsi nói nếu thắng cử trong cuộc bầu cử 2013. Động thái mà Hun Sen cáo buộc là phản quốc. Hun Sen nói sẽ hỏi lãnh đạo Việt Nam ở hội nghị ASEAN Australia ở Sydney vào ngày 17 tháng 3 nếu Việt Nam có biết về kế hoạch này của ông Samrinsi hay không. Trong khi Samrinsi nhiều năm qua đã cáo buộc chính quyền Hun Sen sẽ đất cho Việt Nam và liên tục dùng những lời lẽ bài Việt để thu hút cử tri đến mức bị chỉ trích là phân biệt chủng tộc. Tờ Phnom Penh Post viết rằng chính quyền của Hun Sen vốn được thiết lập bởi Việt Nam sau khi Việt Nam giúp lật đổ. Và việc Samrinsi gặp gỡ các quan chức ngoại giao Việt Nam là một diễn biến bất ngờ trong chính trường Campuchia. Tại sao anh lại có những cuộc thỏa hiệp bí mật như vậy, trong khi chính anh bôi nhọ tôi là con rối của Việt Nam? Hun Sen giận dữ hỏi. Trong một diễn biến bất ngờ khác, một video clip trên Facebook cho thấy vào năm 2013, Samrinsi nói sẽ giao người thượng quốc Việt quyền tự trị, tức là tổ chức DEGA, ở 4 tỉnh phía Bắc Campuchia nếu ông đắc cử vào năm 2013. Đến nỗi, nhóm tổ chức DEGA vui mừng và có hy vọng, rồi thành thất vọng. Trong video, ông Samrinsi nói, những người này là người DEGA, họ là một phần của Vương quốc Campuchia, họ sống ở tỉnh Mondulkiri, Ratanakiri, Stung Treng và Krathi. Trong đó có kèm theo biên bản ký kết giữa Samrinsi và Kosor Kirk, đại diện hội người thường ở Hoa Kỳ, ghi rằng dưới chính quyền Campuchia, dẫn dắt bởi đảng Sihanoukville, người thường ở Campuchia có quyền công dân và tự trị. Theo tờ Khmer Times, Hun Sen nói đây là dấu hiệu của tội phản quốc và đã ra lệnh yêu cầu Bộ Nội vụ điều tra cáo buộc phản quốc với Samrinsi. Ông buộc tội Hun Sen cắt đất cho Việt Nam. Nhưng giờ chúng ta đã thấy bộ mặt thật của ông, Hun Sen nói, không ai có quyền nhận đất Campuchia. Ông Samrinsi sau đó đã bác bỏ các cáo buộc phản quốc của Hun Sen và cho đó là những lời tuyên bố thiêu diệt và để đánh lạc hướng dư luận khỏi các vụ đàn áp chính trị đang diễn ra. Ông thừa nhận rằng ông có gặp với quan chức Việt Nam vào thời điểm đó, nhưng không cho biết thêm chi tiết gì. Thay vào đó, Samrinsi hiện không còn là dân biểu quốc hội nữa mà phải đi sống lưu vong ở châu Âu. Nói các cuộc gặp cho thấy ông không hề có bất kỳ quan điểm bài Việt nào như vài người thiếu hiểu biết hoặc có ý đồ xấu cáo buộc ông. Khi các bạn nhìn từ xa, bạn có thể thấy một bên thì ngày đang tiến gần Hoa Kỳ, còn bên còn lại thì tiến gần Trung Quốc hơn. Thêm vào đó, tuy đảng Sihanoukville của Samrinsi đã bị tan rã, vẫn có hơn 3 triệu người ủng hộ đang bơ vơ trước cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm nay. Chuyên gia chính trị Mitch Ni nói với tờ Phnom Penh Post rằng mâu thuẫn này đánh dấu một chuyển biến quan trọng trong mối quan hệ giữa Hun Sen và láng giềng Việt Nam và làm giảm uy tín của Samrinsi trong mắt những người ủng hộ ông ta. Mitch Ni cũng nói Việt Nam và Campuchia đang đi theo hai hướng khác nhau. Tiến sĩ Paul Chambers tại Đại học Nielsen bình luận rằng Hun Sen cần phải làm giảm uy tín các đối thủ để giành được chiến thắng áp đảo, đem lại tính chính danh cho quyền lực của mình.
phóng viên BBC tiếng Việt từ Bangkok chưa có điều kiện kiểm chứng vào Bộ Ngoại giao Việt Nam về các cuộc gặp gỡ báo cáo Campuchia nói là có xảy ra từ khá lâu trong các năm 2003 và năm 2004. Nhưng theo tìm hiểu của BBC tiếng Việt, vào thời điểm 2003 và năm 2004, ông Samrin Si là nghị sĩ Quốc hội Campuchia và về các vấn đề quản lý nhà nước, ông không có thẩm quyền nếu có tiếp xúc với nhà chức trách nước khác thì cũng khó có thể đề cập đến các nội dung như biên giới hay kiều dân. Quan hệ hai nước kể từ đó đã tiến triển nhiều. Nhiều vấn đề các chính khách Campuchia nêu ra cần được hiểu trong bối cảnh cạnh tranh chính trị nội bộ trước bầu cử, khi mà câu chuyện quan hệ với Việt Nam thường trở thành đề tài nóng, nhất là khi có liên quan đến lãnh thổ, biên giới và cộng đồng gốc Việt. Về quan hệ song phương gần đây nhất, hôm 13 tháng 3, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân có buổi đón tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Đô trưởng Tô Đô Phnom Penh Khương Sreng dẫn đầu theo báo cáo Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2017 là năm có ý nghĩa khi hai nước chúng ta long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động phong phú như trao đổi đoàn, nhiều chuyến thăm cấp cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Tôi tin rằng thành công của năm 2017 sẽ tạo đà thuận lợi cho quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm nay. Nhân nói thêm rằng mong mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài. Cùng theo báo này, Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh nói truyền thống hữu nghị, hợp tác giữa hai nước thường xuyên được vun đắp và cho biết sẽ tuyên truyền giới trẻ hiểu và tiếp tục gìn giữ, kế thừa, phát huy cho mối quan hệ Việt Nam-Campuchia mãi mãi bền vững trong tương lai. Về vấn đề những người thượng sang Campuchia tị nạn, 29 người thượng đang cầu cứu kêu gọi giúp đỡ họ trước việc chính phủ Campuchia dự tính trục xuất họ về Việt Nam. Trong số hơn 200 người thượng đã trốn sang Campuchia trong nhiều năm qua, 29 người này gồm 7 trẻ nhỏ là nhóm người thượng tị nạn cuối cùng còn sót lại ở Campuchia. Ông Idin Kapa, một người thượng đại diện của nhóm 29 người cuối cùng ở Campuchia cho biết, ông sang Campuchia từ tháng 6 năm 2015. Ông đã đi tù gần 10 năm ở Việt Nam sau khi tham gia vào cuộc biểu tình đòi quyền tự do, tôn giáo và đất đai năm 2001 tại Đắk Lắk. Ông cáo buộc với người thượng theo đạo Tin Lành, họ rất phân biệt đối xử về tôn giáo, đất đai, việc làm. Con cái chúng tôi học hết 12 cũng không thể xin học trường nghề được, học hết đại học cũng không kiếm được việc làm. Vì họ xét lý lịch là có đạo Tin Lành nên năm 2001 chúng tôi mới đi biểu tình đòi tự do tôn giáo, tự do dân chủ. Lúc đó tôi dẫn đầu làng tôi cùng với anh em đi biểu tình nên tôi mới bị đi tù 10 năm. Họ đến nhà bắt tôi đi mà không có lệnh bắt. Lãnh đạo tôi sau khi ra tù, công an vẫn đến nhà chụp hình, mời tôi lên đồn mà tôi chỉ đi làm cà phê, không làm gì cả. Họ nói nếu họ phát hiện tôi hoạt động nữa hoặc trốn đi, họ sẽ bắt giam tôi 10 đến 20 năm tù nên tôi sợ quá. Tôi sợ bị bắt lại nên tôi vượt biên sang Campuchia xin tị nạn. Bây giờ tôi rất sợ hãi, tôi không tin họ sẽ tha thứ cho tôi. Tôi sẽ cầu xin các tổ chức quốc tế gây áp lực lên chính quyền Campuchia để họ không bắt chúng tôi về. Chúng tôi không tin chính quyền Việt Nam sẽ đối xử tốt với chúng tôi. Ông Idin Kapa cũng cho biết trong nhóm 29 người thì có 4 người trong đó cũng đã từng đi biểu tình năm 2001. Giống ông, họ đều lo sợ viễn cảnh trở về Việt Nam. Về những người nhóm người thượng đã trở về Việt Nam trước đây, bà Chris Bui, nhà hoạt động vì người tị nạn miền núi cho BBC biết, hôm 12 tháng 9, tôi không thể liên lạc được với tất cả. Nhưng tôi có biết, mới đầu về thì chính phủ Việt Nam cho họ về nhà, nhưng sau đó bắt họ lên đồn công an, tra hỏi rất nhiều lần. Một số bị canh chừng 24 trên 24 giờ. Có những người thì không biết họ đi đâu, có người thì đi tù. Có một vài người thì không bị gì hết, chắc quá khứ họ chắc không có chuyện gì. Bộ Nội vụ Campuchia đã sai lầm
khi từ chối đơn tị nạn của 29 người thượng và đã không hợp tác với UNHCR để giúp họ tái định cư. Chính phủ Campuchia cũng không tiến hành quá trình xem xét đơn tị nạn với Liên Hợp Quốc, khi Liên Hợp Quốc đáng lẽ phải xem xét quyết định từ chối đơn xin tị nạn của chính phủ Campuchia. Campuchia cũng từ chối đề nghị của Liên Hợp Quốc đưa họ sang một đất nước thứ ba. Thông cáo này cho hay, cũng trong thời gian 12 tháng 9, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ra thông cáo kêu gọi chính quyền Campuchia không nên trục xuất nhóm người thượng gốc Việt Tây Nguyên về Việt Nam. Theo thông cáo của Human Rights Watch, dẫn lời cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR nói, những người tị nạn với những mối lo sợ có cơ sở về việc bị trừng phạt nếu quay trở lại Việt Nam. Theo tờ Phnom Penh Post, UNHCR vẫn hy vọng rằng họ có thể đưa 29 người này sang một đất nước thứ ba. Chúng tôi đã gửi thư đến Ngoại trưởng Campuchia, ghi rằng dù luật Campuchia yêu cầu họ rời khỏi Campuchia, nhưng không yêu cầu phải đưa họ về đất nước ban đầu của họ, và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ đi chuyển sang một đất nước khác mà họ muốn đi và sẵn sàng đón nhận họ. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời Alistair Burton, phát ngôn viên của UNHCR. Tuy nhiên, Tan Suwitsi, giám đốc cục tị nạn Campuchia nói, quyết định phụ thuộc vào Bộ trưởng Nội vụ Campuchia, Sarkeng, không phải Liên Hợp Quốc. Ông Suwitsi nói ông không thể trả lời cho Bộ trưởng Keng, nhưng ông tin ông Keng sẽ không thay đổi quan điểm về vấn đề này. Nhiều người thượng trốn chạy sang Campuchia là những người đã tham gia vào cuộc biểu tình năm 2001 và năm 2004 yêu cầu tự do tôn giáo. Thông cáo Human Rights Watch cáo buộc Việt Nam vốn đã có lịch sử lâu dài trong việc bức hại người thượng. Rất nhiều những người là nhóm người thiểu số dân tộc Tây Nguyên, ủng hộ Pháp và Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, và rất nhiều người theo đạo Công giáo kể từ khi chính phủ Cộng sản lên nắm quyền, nhưng nhóm người này luôn bị bức hại, ép buộc phải từ bỏ tôn giáo, đóng cửa nhà thờ và luôn bị cảnh sát binh lính và quan chức Việt Nam theo dõi giám sát chặt chẽ. Trước đó, báo Nhân dân tường thuật rằng cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR tại Thái Lan phối hợp chính quyền Campuchia và công an Việt Nam hoàn tất thủ tục trao trả tiếp nhận những người vượt biên trái phép tự nguyện hồi hương. Họ là những nạn nhân bị kẻ xấu dụ dỗ sử dụng vượt biên sang Campuchia trái phép bằng nhiều con đường khác nhau để được qua một nước thứ ba, nuôi ảo vọng về một cuộc sống giàu sang có sung túc, không phải lao động gì hết. Theo báo Nhân dân đưa tin, nhóm người thượng mới nhất gồm 18 người, trong đó có 2 phụ nữ, đã trốn sang Campuchia hôm 28 tháng 1. Trước đó, hôm 26 tháng 1 năm 2015 và năm 2018, báo Phnom Penh Post cho biết 14 người khác cũng đã vượt biên sang Campuchia và đang lẩn tránh chính quyền địa phương. Trả lời BBC qua điện thoại ngày 30 tháng 1, ông Jahaiti, quan sát viên Hiệp hội Nhân quyền và Phát triển Campuchia, cho biết những người này hiện đang ẩn náu ở một nơi an toàn. Họ đang ở trên một khu rừng ở tỉnh Ratanakiri, ông nói. Ông cũng nói văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đã cử đại diện liên lạc trực tiếp với họ. Hai nhóm người nói trên mang theo 3 trẻ em. Báo Phnom Penh Post dẫn lời các dân làng địa phương đang giúp đỡ những người này, cho biết hai nhóm người thượng nói trên không ở cùng một chỗ để tránh bị bắt giữ. Chúng tôi không dồn họ vào một nhóm vì sợ chính quyền hoặc cảnh sát bắt được, một dân làng được dẫn lời nói. Hôm 29 tháng 1, báo này dẫn lời một nguồn tin ẩn danh từ Liên Hợp Quốc, cho biết cơ quan này đang đàm phán với chính quyền Campuchia. Trước đó, hôm 24 tháng 1, cũng Phnom Penh Post dẫn thông cáo từ cảnh sát Campuchia cho biết đã bắt giữ và trục xuất một nhóm 7 người Việt Nam tại làng Lom thuộc tỉnh Ratanakiri. Những người này đã vượt biên trái phép và bị gửi về đồn biên phòng 723 Việt Nam. Thông cáo viết, ông La Thum, phó cảnh sát trưởng địa phương, được dẫn lời nói những người này không phải băng sang Campuchia để xin tị nạn, mà để tìm người thân đi lạc. Hôm 29 tháng 1, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Campuchia, ông Kiet Chan Tharit, cũng khẳng định với đài RFA rằng 7 người này không phải người tị nạn. Thông tin trên cũng được các dân làng địa phương từng giúp đỡ 7 người này xác nhận. RFA cho biết, trong những năm gần đây, hàng chục người thượng ở Tây Nguyên đã vượt biên sang Campuchia và Thái Lan. Hồi năm 2004, một cuộc biểu tình lớn của người thượng ở Tây Nguyên
đã bị dập tắt, sau đó xảy ra tình trạng người Tây Nguyên ồ ạt trốn khỏi Việt Nam sang Campuchia và Thái Lan. Tại Thái Lan, giữa Bangkok có một cộng đồng nhỏ, người thượng nói rằng họ thoát khỏi đàn áp tôn giáo của Hà Nội, chính quyền Việt Nam. Cộng đồng người Tây Nguyên gồm có 150 gia đình, người thượng sống trong ngôi nhà bằng tre dựng trên kênh rạch. Đa phần trong số họ đã cải đạo sang Tin Lành. Những người thượng này nói rằng họ đã phải đối mặt với sự áp bức và kỳ thị tôn giáo sau năm 1975. Số lượng người thượng Việt ở Thái Lan đã tăng lên trong những năm gần đây do có thêm người đào thoát. Những gì họ mô tả là trấn áp tôn giáo, cưỡng chế đất đai và bắt giữ tùy tiện. Chúng ta không dễ tìm thấy nhóm người thượng Tây Nguyên đang sống ở Thái Lan. Họ sống trong các đồn điền và kênh rạch và bao quanh bởi những ngôi nhà tre nhỏ trên mặt nước. Họ sống ở đây thì an toàn hơn vì có quá nhiều cảnh sát ở khu trung tâm. Grace Bui, giám đốc chương trình Thái Lan của dự án trợ giúp người thượng Tây Nguyên, nói với Al Jazeera, Thái Lan không là nước ký kết Công ước 1951 của Liên Hợp Quốc. Liên quan đến tình trạng người tị nạn, hoặc Nghị định thư 1967 liên quan đến tình trạng tị nạn, những người thượng xin quyền tị nạn được các quốc gia như Campuchia mô tả là những người di cư vì lý do kinh tế và không có giấy tờ. Họ không có quyền và giấy tờ bất kể việc có đăng ký với cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR hay không. Chính vì vậy, người thượng Tây Nguyên trở thành vô tổ quốc. Yun Trẻ, 50 tuổi, đến từ Tỉnh Gia Lai, kể về 15 ngày bị cưỡng bức lao động hồi năm 2003. Do các từ điều ông gọi là chối bỏ đức tin, công an Việt Nam dùng một cái chai đánh tôi đến gãy răng và cắt vào mắt tôi, ông nói. Ông tìm đường đến Thái Lan năm 2015 vì lý do sợ mất mạng sau khi ông bị bắt trở lại và đánh đập năm 2014. Tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi không có cuộc sống tốt đẹp hay không lý dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, ông nói. Từ cuối những năm 1960, một số dự án tái định cư và hiện đại hóa đã có tác động tới cộng đồng người Tây Nguyên. Sau khi bán tất cả mọi thứ trong nhà, gồm bò và gỗ, ông đưa vợ con đến Thái Lan cuối năm 2016 và đã trả chi phí cho đường dây khoảng $1,000 một người lớn và $400 trẻ em. Gia đình này đang chờ đợi cuộc phỏng vấn với UNHCR với hy vọng được công nhận là người tị nạn và được tái định cư ở nước thứ ba. Thái Lan là đất nước tự do mà chúng tôi có thể tụ tập được, không giống như ở Việt Nam, ông nói. Nhưng do không có giấy tờ hợp pháp, ông luôn sợ khả năng sẽ bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và giam tại trung tâm giam giữ nhập cư bất hợp pháp IDC ở Bangkok và rốt cùng có thể bị trả về Việt Nam. Con trai Kamosin, một mục sư Tin Lành Thái Lan ở Bangkok, là người giúp những người thượng chi trả tiền thuê nhà, ở và chi phí khám bệnh. Kamosin cũng giúp trẻ em người thượng không có giấy tờ được đi học tại các trường ở Thái Lan. Khi mà Hội Thánh Tin Lành mở cửa 7 năm trước, chỉ có 15 người Thái dự lễ mà thôi. Còn bây giờ, có hơn 100 người Thái và 200 người thượng Tây Nguyên, ông nói. Ông cho hay vấn đề là có rất ít nhân viên pháp lý của Liên Hợp Quốc có mặt tại Bangkok để giúp những người xin tị nạn và quá trình sàng lọc các trường hợp diễn ra rất chậm chạp, Chris Bui cho biết. Thêm khó khăn là hầu như không có phiên dịch viên từ tiếng Thái sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt, trong lúc phần lớn người thượng không nói tiếng của người Kinh là tiếng Việt. Anh này hốt, một nông dân 45 tuổi đến từ Gia Lai, đang chờ cuộc phỏng vấn lần thứ 5 với UNHCR dự kiến vào tháng 7 năm 2017, sau khi bị hủy bỏ và rời lại 4 lần. Được biết hiện có hơn 8.000 người tị nạn sống tại thủ đô Bangkok từ các nước như Pakistan, Syria, Sri Lanka và Việt Nam. Jennifer Boss, đại diện UNHCR tại Bangkok nói, UNHCR nhấn mạnh rằng đến tất cả những người xin tị nạn ở đây rằng việc tái định cư không phải là một quyền, không có đủ nơi tái định cư cho tất cả những người xin tị nạn. Chỉ dưới 1% số người tị nạn trên thế giới thực sự có cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới ở đất nước thứ ba. Những người thượng được phỏng vấn nói rằng họ biết Thái Lan không công nhận người tị nạn, tuy nhiên điều này không ngăn cản được họ tìm đường đến và dù sao vẫn tốt hơn so với những áp bức ở quê nhà. Al Jazeera nói họ đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok
về câu chuyện này nhưng không nhận được phản hồi nào cho tới thời điểm đăng bài báo. Tôi hy vọng chế độ Việt Nam sẽ thay đổi để người dân có nhân quyền và tự do, một người thượng nói là như vậy. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.